Em xin chào mọi người ạ. Em xin giới thiệu với mọi người một cây sen. Cây sen màu đen ạ. Cây sen này là sen sen sơn tĩnh điện nha mọi người. Cái này là cây sơn tĩnh điện. Đây em quay xa xa cho mọi người xem. Cái này là cây sen vuông nha mọi người. Cây sen vuông sơn tĩnh điện, phun sơn tĩnh điện. Đây ạ. Cái đây cái bát sen ạ. Cái bát sen nè, cũng sen vuông luôn. Còn cái đây là cái tay sen. Em lấy xin cho mọi người xem. Đây, cái này là cái tay sen này, tay sen này. Đây tay sen này. Này. Rất là đẹp luôn. Đây là phun sơn tĩnh điện. Cái đây là sen, này là sen nóng lạnh nha mọi người. Sen nóng lạnh. Cái nút này nè, cái đây nè, cái cục này nè. Cái cục này là sử dụng 3 chế độ nha. Chế độ như cái đây để đây là của vòi, vào đây là vòi xá xô. Mình điều chỉnh cái này là vòi xá xô. Đây nè, cái đây là vòi xá xô. Còn mình điều chỉnh qua cái này thì nó là cái tay tay cầm. Đây ạ, xả nước tay cầm. Còn nếu như mình điều chỉnh qua cái cục này thì nó là của cái bát sen. Đó. Cái đây là nó cũng dễ thôi chứ nó không có khó. Còn cái đây. Cái này là nó là điều chỉnh cái đây ạ. Cái đây nó là điều chỉnh nóng lạnh nha mọi người. Cái đây là nóng, còn cái đây là lạnh nha. Là nóng, cứ bên trái mặc định bên trái là nóng, bên phải là lạnh. Đó, nóng lạnh. Rồi, em quay xa xa kìa. Cái cây sen ở ngoài nó rất là mượt nha. Nó rất là đẹp. Đây ạ, à, sen màu đen. Phun sơn tĩnh điện màu đen. Đây ạ à. Rồi. Em cảm ơn anh chị đã xem bài.